một vài cập nhật ở Destiny, một phiên bản mới và vài skin đặc biệt. Tất cả những điều này vào hơn thế nữa với bản cập nhật 19.2 chức năng mới. Trước tiên, Destiny sẽ có thêm chỗ ẩn nấp tại một số khu vực, cũng như tháp thu phát sóng, thiết bị leo trèo và chạm xăm. Bạn cũng sẽ nhận thấy thời gian trôi, thậm chí là thời tiết thay đổi khi tham chiến ở Destiny nếu trận đấu kéo dài và bạn thấy đói. Hãy tìm phương tiện mới nhất ở Battleground, xe tải điện còn. Chiếc xe mạnh mẽ này chở được một tài xế và hành khách cùng tối đa 2 người khác để phục vụ đồ ăn nóng hổi và mưa đạn ở đuôi xe. Người hâm mộ shotgun O12 sẽ rất vui khi được nghe rằng khẩu này giờ chấp nhận cả nòng nhắm 2X và 6X. Độ giật cũng được giảm nhẹ. Báng súng nặng cũng được thêm vào để thử với thứ vũ khí có rãnh lắp báng súng và bạn thích. Bạn có thể nhớ đôi lần được nhắc làm mới các hiệu ứng chuyển động. Ở bản cập nhật này, bạn sẽ thấy quả ngọt của những cố gắng này. Hiệu ứng mới khi vũ khí hoạt động và chuyển động của người chơi. Hãy thử và chia sẻ ý kiến nhé. Cho những người thích độ xe, chúng tôi đã thêm vào các skin mới cho phương tiện. Bộ skin đầu tiên sẽ biến chiếc Couple Aubrey bình thường thành McLaren GT bóng bẩy và vận cảm. Quy trình màu sơn, vành xe, thậm chí là cả thắng xe có thể quy trình tại công xưởng hoặc nhờ thu thêm phần thưởng từ Porsche McLaren Raptor mới. Nhưng trước khi thỏa mãn với giấy sở hữu xe, dù giống như xe McLaren, nó vẫn hoạt động như xe Couple cũ. Vẫn còn nhiều điều để khám phá trong bản cập nhật lần này, nên hãy kiểm tra patch note để biết thêm chi tiết nhé. Bản cập nhật 19.2 đã ra mắt. Hãy nhập cuộc đánh bóng xe McLaren mới và phục vụ món chicken dinner khuyến mãi thêm đạn. Hẹn gặp lại ở Battleground.